Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi rank. Và cái khẩu súng mình mang theo đó chính là khẩu M16 Oppo Ace. Các bạn có thể lấy cái khẩu này trong map AI mới, đó chính là Lâu Lan Cổ Mộ. Chỉ có một ngày thôi, chứ không có vĩnh viễn. Mình dạo này đọc rất là nhiều comment của các bạn. Mình thấy rất nhiều bạn comment bảo là làm về cái khẩu M16 này. Có bạn bảo là khẩu M16 này em mang vào bắn rất là ngon, anh thử mang vào bắn thử xem nó ngon không. Vâng, mình bắn vào thì thực sự là nó phê quá. Mình bắn những cái khẩu khác thì mình quen, chứ bắn qua cái khẩu này thực sự là mình không quen được. Chỉ có bạn nào luyện tập nhiều thì các bạn mới quen được cái khẩu súng này. Vâng, mới đầu tiên mình mang vào thì ăn hình nó ra sấp mặt lờ thôi. Đấy. Nhưng sau một thời gian mình luyện tập đấu đơn thì mình đã bắn lên tay được một tí rồi. Vì cái khẩu này nó sấy rất là khó. À, con lợn này làm gì đấy? Rồi đớp ngay hai mang ở khu vực hầm B, hay lắm DM. Mày nấp trong sai A này, lòi cái mặt ra xem nào, lòi cái mặt chuột ra xem, tao sợ mày quá cơ. Ôi trời ơi, bắn xây các kiểu rồi, nấp vào đây đi. Vâng, sợ quá anh em đâu, sao chết hết rồi. À, mày lòi cái mặt ra này. Rồi một mạng đơn giản. Còn một thằng nữa. Nãy mình thấy lấp ló ở side A hơi bị nhiều ấy. Rồi, khu vực trong A nó cũng có. Ghê quá à. Nó thủ A. Mid K là sao? What the fuck? À, cô gái này anh em này. Cái định mới. Trong team cô gái anh em ạ. Rất là tuyệt vời. Mình thấy tiếng của cái hình như là bạn Ngân hay sao ấy. Ngân ngơ, tức là ngân là ngẩn ngơ đấy. Anh em đâu? Follow me. Mình bắt đầu nghe tiếng chân. Có nên vào không ta? Tường flash đã rồi vào. Ơ cái định mệnh bên này. Ơ chết luôn này. Tự nhiên chết luôn. Vãi nồi ạ. Đùa à? Nó sấy một phát chết hai thằng. Hư cấu vậy ba. Sao lại lù sau lưng mình làm cái gì đấy? Móc đít mình à? Trời ơi, đồng đội mà. Móc làm sao được? Yêu Ân cái định mệnh giết mình xong rồi bảo yêu Ân. Khốn nạn thế. Anh em đâu? Hiệp. Hay lắm. Úi dồi, nó tương bom. Mày tương bom, thôi xong rồi. Cuối quốc gia. Mày thích lấp ló à? Yếu rồi. Một yếu. Khu vực hồi sinh. Có thằng nào trong A nữa không? Úi dồi ôi, nó bắn kìa. Vâng, còn trong A kìa. À, mày lấp ló này con. Mày chết bà mày. Mày slip slip slip. Ra. Ra. Đi ra. Trời ơi, nó yếu rồi. Hai thằng mắc yếu luôn. Lên. Follow me. Úi dồi, bắn được bao nhiêu ấy thì nó ăn hết. Khốn nạn thật đi. Còn không? Trong A. Ok, bình tĩnh thôi. À, đây đây đây. Đây đây, úi dồi ôi. Sấy này. Thằng kia ăn hai cái thằng yếu của mình bắn định mệnh. Hên thế. Vâng, đúng cái thằng đầy máu thì lại nhồi vào mồm mình. Đây đây đấy nhở. Chán thế, mình quyết tâm vào khu vực hồi sinh để mình ăn hai thằng đấy rồi. Một thằng lao ra chết, một còn một thằng không biết chạy đi đâu rồi. Tiếc thật anh em ạ. Vâng, toàn bắn cho đồng đội hưởng thôi. Cái số phận mình là như thế. Và cái khẩu này như thế anh em ạ. Rất là ghét. Tại vì bắn thì không sấy được nguyên băng. Sấy thì không sấy xa được, chỉ sấy gần thôi. Ấy xa thì nhấp vào cái tay của mình thì nó nhấp không được nhanh ấy. Không ăn thua anh em ạ. Còn tầm gần thì khẩu này khỏi phải nói rồi. Rất tuyệt vời. Đây đây đây. Rồi. Nhìn đi đâu con lợn này. Nhìn. Nhìn là vỡ cái đầu. Ô sau lưng à? What the hell, sau lưng có đâu? Bọn này cứ hay đánh lạc hướng ấy. Hồi sinh nhá.
anh em yên tâm, mình sẽ móc lốp. Úi dồi ôi, móc không kịp. Úi xong rồi, cái định mệnh vừa vừa phải phải cho người ta ăn với chứ. Vâng, nó lút sạch luôn anh em ạ, không trừa cho mình một mạng nào, đi không kịp. Cái quả đấy mình tính đi móc ở phía hồ xin rồi, nhưng móc không kịp, thằng kia nó đẩy vào nó lút luôn ấy. Sao thằng đấy không nằm xuống nhở? Con kia bắn kiểu gì mà để nó giết hai thằng. Cái khẩu này thì nó rất là đẹp, bắn như khẩu M451. Cảm giác là nó bắn giống thôi. À, đu qua nhà của người ta rồi kìa. A2, mình thấy A2 rồi nhá. À, con lợn này mày lại lượn vào đây. A2 này còn một. À, úi dồi ôi. Ơ, lag à? Where the fuck am I? Em? Cái định mệnh xàm vậy. Vâng, mắc xàm. Chết quà. Éo hiểu chấp nhận được. Lại chết. Khó hiểu chắc. Trên cất cách khó hiểu anh em ạ. Vâng, bạn Ngân, bạn ấy cứ nói toán loạn lên cái chat. Nghe nhức đầu quá. Nghe thích thì có chứ nhức đầu cái đéo. Vâng, mỗi lần gặp gái thì nghe rất là thích. Tại vì game, những cái game FPS thì thực sự mấy bạn nữ chơi khá là ít anh em ạ, chứ không phải là nhiều đâu. À, sleep. Rồi, một phát lên luôn. Anh em đâu? Lên luôn. Hai phát. Tự nhiên cứ tưởng là mình ở trên đấy cơ. À, con lợn này hay lắm. Úi dồi, nó cầm thùng sơn vào nó liếm luôn ạ. Này đi, thêm một phát nữa. Thằng này mắc yếu rồi. Chỉ cần thêm một phát nữa thôi là bạn ấy lên Tây Thiên Thỉnh Kinh à. Cái định mệnh bắn yếu ơi, cho đồng đội ăn thì chán thế. Vâng. Gặp cái thằng 3Z nó buồn cười lắm anh em ạ. Nó cứ lấp ló bắt mình thôi, nhưng chả bắt được. Không biết là nó cầm 3Z hay cầm gì. Mình thấy nó bắn một phát xong nó thập thò vào. Thông Sơn bắn toàn táo. Ảo nói nhở. Thông Sơn bắn kính thế. Rồi, một bé đẩy lên một mình thôi. Không biết bạn ấy nghĩ gì mà bạn ấy đẩy lên như một vị thần thế. Và chết xuống, nằm xuống như một thằng đần. Ý, tự nhiên 3Z lại nấp rồi. Rồi, một bé đã nằm xuống. Lao đi em, bạn ấy. Rồi, úi dồi. Úi dồi, úi dồi. Thích không? Phê không? Đâu nữa? Con lợn này. Tao thấy mày ở bên kia rồi. Thôi té. Ơ, sợ ấy. Ăn hên vậy ba. Mình tính qua đặt bom mới kéo cái thằng kia qua bắn chứ. Đậu xanh. Thằng này gà lắm, nó bắn không trúng đâu. Biết thế mình đẩy sang mình ăn nốt cái thằng này. Chán thế. Úi dồi ôi, chết kìa. M16 nghe như 43 Rex. M4A1 ấy. Ờ thì nó đúng là như thế mà. Cái tiếng nó giống như đúc, nhưng mình cảm giác mình thích bắn M4 43 Rex hơn. Thay vì cái khẩu này. Khẩu này sấy nó không sướng ấy. Nói chung là mình bắn không quen M16. Nó cảm giác là rất phế vật. Còn bạn nào bắn hay thì chắc là kinh lắm. Vâng, cái trình quay tay thì nó đã đạt đến giới hạn rồi. À, lấp ló, ý, hai thằng luôn. Từ từ xem nào. Tôi là ai? Cái định mệnh. Có đúng một thằng nữa thôi. Chán thế, vâng. Chết mắc giảm. Vâng, từng bước chân chậm rãi bước vào khu vực hẻm B, nhưng nó ăn rồi. Bước chậm làm cái gì nữa khi mà con Ngân nó nuốt rồi. Dạo này đi rank gặp gái hơi bị nhiều nhá. Ít thôi, cho người ta còn sống với. Bắn như thế thì giết người à. Vâng, bạn Ngân đã gánh tim rồi. Kinh thế.
Ôi hết pin, may quá. Vâng, hết pin đúng lúc. Nốt trận này nghỉ thôi. Đẩy lên nào, úi dồi ôi. Đẩy, đẩy, đẩy. Đẩy. Ơ cái thằng trên kia đâu, sao không cover? Để mình lên vậy. Úi dồi ôi, thì đứng trên này nó không cover mình ạ. Khốn nạn đến thế là cùng. Khốn nạn đến thế là cùng. Này thì lượn đi đâu mà con lợn này. Thì lượn không? Có bên này nữa. Úi ôi lượn à, mày lượn vào đâu? Lượn vào mồm mình. A à, hi hi. Đâu rồi? Ôi không phải. Bên này, bên này, bên này. Bên này. Anh em đâu? Follow me. Ô, nhanh vậy. Anh nồi. Ok, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye mọi người. Vâng, bạn Ngân bạn ấy lút hết rồi. Mình thì lút không kịp. Bạn ấy kinh quá. Mạng nó cứ ầm ầm ý.